Happy Life xin chào các bạn. Tất cả các con của Tổng thống Trump đều không được phép uống rượu, hút thuốc hay bất kỳ chất gây nghiện nào và tự lập từ rất sớm. Happy Life xin chào các bạn. Tất cả các con của Tổng thống Trump đều không được phép uống rượu, hút thuốc hay bất kỳ chất gây nghiện nào và tự lập từ rất sớm. Tổng thống Mỹ Donald Trump có 3 người vợ và 5 người con. Những người con của Trump không sống cùng bố trong một thời gian dài vì bố mẹ ly hôn, nhưng đều dành cho ông một sự kính trọng đặc biệt. Ngoài có út là Baron vẫn còn đang nhỏ, 4 người còn lại đều thành đạt, giỏi giang và chưa từng có một scandal nào. 3 người con của vợ đầu tiên đều có vị trí cao, được công nhận về tài năng và sự chăm chỉ. Trong đó, Ivanka Trump hiện đang là cố vấn thân cận cho ông tại Nhà Trắng. Con trai cả John Don cùng người con trai thứ Eric cùng nhau tiếp quản công việc tại Trump Organization. Còn cô con gái Tiffany của người vợ thứ hai đang theo học đại học luật Georgetown ở thủ đô Washington. Nói về nguyên tắc dạy con trên CBN News năm 2011, Donald Trump cho hay ông quán triệt nguyên tắc 3-0: không uống rượu, không hút thuốc và không dùng các chất gây nghiện. Nói về rượu bia, ông chia sẻ về một biến cố cuộc đời đã khiến ông quyết định không bao giờ đụng đến loại đồ uống này. Tôi có một người anh trai tên là Fred, một người tuyệt vời, đẹp trai, tốt bụng, tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng anh ấy có một vấn đề, anh ấy nghiện rượu. Và anh ấy thường nói với tôi, đừng uống rượu, đừng uống rượu. Anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi, và tôi đã nghe lời anh ấy. Tôi trân trọng điều đó. Anh ấy cũng nói, đừng hút thuốc. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại điều đó. Và cho tới nay, tôi chưa bao giờ uống rượu bia. Tôi không thèm nó, cũng không quan tâm. Và cũng cho tới nay, tôi chưa bao giờ hút thuốc. Ông cũng khuyên mọi người tránh xa ma túy và rượu bia. Tôi từng nói với bạn bè và từng dạy các con tôi rằng không được hút ma túy, không được uống rượu. Ông giải thích, tôi thường thấy những người rất xuất sắc, họ có những đứa con rất sáng lạn, chúng rất thông minh, chúng được học ở những môi trường tốt nhất, nhưng chúng lại bắt đầu bằng việc uống rượu và trở nên nghiện ngập. Chúng thử dùng rượu bia, thử dùng ma túy và sau đó không thể cai được nữa. Chúng cố gắng rất nhiều nhưng không thể cai được. Vì thế, tôi luôn nói với mọi người rằng đừng hút ma túy và đừng uống rượu bia. Vị tỷ phú New York cũng không quên nhắc tới thuốc lá. Tôi cũng nói là đừng hút thuốc lá. Điều đó rất quan trọng. Vì thế giới vốn đã quá cạnh tranh rồi, quá khắc nghiệt. Nên nếu bạn có vấn đề về thuốc lá, ma túy hay rượu bia, bạn sẽ đặt bản thân vào một vị thế bất lợi khủng khiếp. Từ khi chúng đủ tuổi để lắng nghe, tôi đã luôn nói với chúng rằng không uống gì cả, không hút thuốc và đôi khi cả không uống cà phê. Giờ đây thì có thêm không hình xăm. Cô con gái Ivanka mỗi khi nghe tôi nhắc lại điều đó thì phàn nàn rằng chà, không cần phải nhắc lại điều đó nữa. Khi người ta hỏi Ivanka rằng tại sao cô không bao giờ tới những bữa tiệc rượu xa hoa, luôn có một câu trả lời đơn giản rằng chúng tôi không được phép. Đơn giản là như vậy. Tôi nhìn vào anh và em trai tôi và bản thân, tôi rất tự hào là không ai trong chúng tôi đổ đốn. Cha mẹ đã nuôi chúng tôi rất cứng rắn, Ivanka đã trả lời tạp chí GQ vào năm 2007. Donald Trump luôn ý thức được việc làm gương cho các con, từ trong cuộc sống hàng ngày cho tới công việc. Các con của ông được học từ cha sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Cha tôi luôn nói, nếu con yêu những gì con làm và làm việc thật sự chăm chỉ, con sẽ thành công. Ivanka chia sẻ, Donald Trump chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng mỗi đêm, thức dậy vào lúc 5:30 sáng và có thể bắt đầu gọi điện làm việc từ 6:00. Thời gian trong ngày ông làm việc rất nhiều. Trump từng viết, làm việc chăm chỉ là phương pháp cá nhân của tôi để thành công về tài chính. Ông cũng từng chia sẻ trên Twitter rằng mình có thể làm việc nhiều giờ hơn hầu hết các tổng thống trước đây. Nói gương cha, các con của Trump rất nỗ lực trong cuộc sống. Cô con gái Ivanka chăm chỉ, biết tự lập từ sớm. Bố mẹ chỉ cung cấp tiền học phí, còn tất cả các khoản còn lại, kể cả tiền điện thoại, cũng do cô làm thêm và tự chi trả. Sau khi tốt nghiệp trường Wharton danh tiếng, Ivanka vào làm việc như một nhân viên bình thường trong công ty của gia đình để tích lũy thêm kinh nghiệm. Hai anh em trai của cô đều thực tập thời gian dài ở công ty, chứ không được bổ nhiệm vào vị trí cao ngay từ đầu. Cậu cả nhà Trump, John Don từng nói, cha nói rằng nếu chúng tôi muốn bất cứ thứ gì, chúng tôi phải làm việc để có được nó. Donald Trump còn dạy các con bài học về sự tôn trọng. Ái nữ nhà Trump từng trả lời trên tạp chí Politico, điều mà cha tôi quan tâm đó là sự tôn kính. Kính trên nhường dưới, bạn sẽ không bao giờ nghe thấy chúng tôi quát tháo cha mẹ mình, thậm chí là nói to tiếng hơn một chút cũng không có. Trump cũng tự nhận mình là ông bố có trách nhiệm
luôn quan tâm và theo sát các con. Tôi luôn tự hào về bản thân khi là một người ông bố tốt. Với bọn trẻ, tôi luôn ở đó khi chúng cần. Trước khi trở thành Tổng thống, Donald Trump đã là một tỷ phú nổi tiếng. Mặc dù sống trong một môi trường kinh doanh đầy những thú vui xa hoa, phù phiếm của giới siêu giàu, nhưng Trump vẫn giữ cho mình được những nguyên tắc sống vô cùng giá trị và lành mạnh. Có lẽ chính vì tấm gương sáng từ cha mình nên các con của ông không ai sa đà vào những thói hư và tật xấu nào. Họ luôn hiểu rằng không làm mà hưởng là một điều vô cùng xấu hổ. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và chia sẻ video này tới những người mà bạn nghĩ là họ cần. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life để xem thêm những video mới nhất về đầu tư, về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.